Chỉ với 5 phút mỗi ngày giúp bạn hốt được gấp 5 lần tiền. Có một câu nói rất quan trọng chúng ta cần phải hiểu, đó là những gì tâm thức của chúng ta tin được thì nó đều sẽ trở thành hiện thực. Hiền lấy một cái ví dụ như này nha. Trên tay của Hiền có một quả chanh mọng nước, cắt một lát chanh, chấm muối ớt, cho vào miệng nhai. Nó chua cả khoang miệng. Cái đoạn này các bạn có thấy gì không ạ? Nước miếng chảy đầm đìa rồi đúng không ạ? Nhưng mà thực tế trên tay của Hiền có quả chanh nào đâu. Bởi vì tâm thức của bạn tạo ra một cái phản ứng, nó tin với cảm giác là có một lát chanh trong miệng của mình. Thế thì bước 1, đấy chính là bạn cần viết ra cái mức thu nhập bạn mong muốn có được trong 6 tháng nữa là gì, 1 năm nữa là gì. Đâu đấy nó có thể gấp 3 lần, 5 lần hoặc là 10 lần cái mức thu nhập hiện tại của bạn. Và khi bạn viết cái mức thu nhập đấy xuống ý, bạn viết nó xuống một cái tờ xếp chẳng hạn. Và cái tờ xếp đấy ghi rõ mức thu nhập bạn muốn. Giả sử bạn bảo là năm nay tôi muốn kiếm 1 tỷ đồng chẳng hạn, thì hàng ngày bạn hãy cầm cái tờ xếp đó lên và bạn đọc to 5 đến 10 lần vào buổi sáng và 5 đến 10 lần buổi tối, là tôi cảm ơn bản thân mình vì đã nhận. Tôi cảm ơn cái khoản tiền 1 tỷ này chẳng hạn đã đến với tôi trong năm 2024, hoặc là đã đến với tôi đều đặn mỗi tháng. Và mỗi lần khi bạn đọc và bạn cầm cái tờ xếp đấy trong tay và bạn đọc ý, thì bạn hãy nhắm mắt lại, bạn tưởng tượng như thể là bạn đã đạt được rồi. Bước 2 là trong đầu bạn sẽ tưởng tượng ra cái hình ảnh căn nhà bạn sẽ mua là căn nhà gì, nụ cười của con bạn khi được vào căn nhà đấy, hay là những bữa cơm ấm áp bạn muốn dành cho cha mẹ, đưa ba mẹ đi du lịch ở đâu, hoặc là tất cả những điều gì đấy. Tức là bạn sẽ phải vẽ ra một cái tờ giấy khác tất cả những gì xảy ra với bạn, với con của bạn, với chồng, với vợ của bạn, với cha mẹ của bạn. Điều gì xảy ra, cái cảm xúc, cái kỷ niệm nào, những cái giây phút tuyệt vời nào, từng cái điều đấy xảy ra khi cái thu nhập 1 tỷ đấy trở thành sự thật trong năm nay, hoặc là mỗi tháng xảy ra thì cái cảm giác nó sẽ như thế nào. Giống như cái việc đưa lát chanh vào miệng lúc nãy đúng không ạ? Bước 3, sau khi bạn cầm tờ xếp đấy, bạn hình dung tất cả thước phim kia xảy ra, những cái hình ảnh trôi trong đầu của bạn. Bạn có thể thêm một đoạn nhạc vào cũng được. Và xong sau đấy bước 3 chính là bạn mở mắt ra và bạn viết xuống bạn cần làm gì ngày hôm nay. Để cái 1 tỷ đấy hiện thực hóa trong năm nay thì bạn cần phục vụ bao nhiêu khách hàng, bạn cần tạo ra được cái giá trị gì, bạn cần học kỹ năng mới gì để biến những cái giây phút hạnh phúc đấy trở thành sự thật. Bạn cần làm những cái gì, làm với ai, làm bao nhiêu, ở đâu. Bạn viết xuống sổ những cái việc đấy và việc của bạn là hoàn thành những cái việc đấy trong ngày hôm nay. Và ngày mai bạn làm lại toàn bộ quy trình này một lần nữa và làm điều này trong 100 ngày, bạn sẽ bắt đầu quen, bắt đầu có tần số năng lượng khác, bạn làm việc hăng say hơn, tạo ra giá trị lớn hơn, bạn yêu công việc của mình hơn. Và ở đâu đấy bạn đi ra ngõ, bạn sẽ gặp đúng người, bạn sẽ thấy mình gặp những người đúng, họ có những ước mơ giống như bạn, họ ăn nói hợp với bạn, họ nghĩ hợp với bạn, họ giỏi, họ bù khuyết cho bạn, và đâu đấy ước mơ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Và thói quen này chỉ cần 5 phút mỗi ngày, làm đều đặn kỷ luật trong 100 ngày tiếp theo, thì bạn sẽ thấy bản thân mình rất là khác, mọi điều may mắn thuận lợi, cơ hội, con người, quý nhân sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Nếu như bạn cũng đang tìm kiếm một cái môi trường để học tập phát triển bản thân, ứng dụng luật hấp dẫn để giúp mình thành công, hạnh phúc, khỏe mạnh hơn, thì bạn hãy tham gia vào nhóm học tập hoàn toàn miễn phí cùng với Hiền trong môi trường câu lạc bộ Chạm Tay Hóa Vàng bạn nhé.